Hello hello, xin được các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, bây giờ là 7 giờ rưỡi tối giờ Cali. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ bảy rồi. Thì have a great weekend các bạn. Hy vọng các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Hôm nay đó, Thu đã Thuận dành thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin với các bạn. Và ngày mai Thuận sẽ bận một số việc nên sẽ không có video. Nhưng mà hôm nay đó, chúng ta sẽ nói về chỉ số phần trăm lạm phát PCE đã có rồi các bạn và các bạn có cần quan tâm đến hay là không và ít ra đó bây giờ thì chỉ số phần trăm mà Fed tăng lãi suất trên thị trường CME nó là bao nhiêu và chúng ta đã biết là tuần sau đó sẽ là một tuần mà có nhiều thông tin nhất là liên quan đến việc là cuộc họp của Fed kế đó đó chúng ta cũng sẽ nói về cái thông tin liên quan tới SEC có hai cái tin tức tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái là liên quan đến công ty Ripple một cái khác đó là liên quan đến quan điểm của một quỷ viên và bày tỏ quan điểm bất mãn của mình ngay trên trang web chính thức của SEC luôn các bạn đó chính là quỹ viên Hester Pierce và bà ta đã nói gì và chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà nói về cái ngày ra tòa hôm nay của Sam Bankman Free các bạn tại vì hôm nay Sam đã trở lại và hôm nay đó thì Sam tiếp tục lên làm chứng nhưng mà tòa án đã cho phép bồi thẩm viên nghe những sự chia sẻ đến từ sam và thuận nghĩ thôi cái này là thuận nghĩ chứ không phải là nó được chứng minh nhưng mà thuận nghĩ có thể là ngày hôm qua sam đã thành công lừa được công tố viên này các bạn để thuận chia sẻ những cái gì được nói tới ngày hôm nay và một số những thông tin nổi bật khác thì đầu tiên đó chúng ta hãy nói về tình hình tài chính nói chung đi các bạn đã thấy được là chúng ta đã nhận được phần trăm lạm phát PCE và PCE đó đã ở mức là 3.4% ước tính là cũng 3.4 luôn các bạn và core PCE đó là 3.7 cái này đó thấp hơn tháng vừa rồi là 3.8 và như kỳ vọng ở mức là 3.7 điều mà các bạn nên hiểu đây đó là mỗi tháng chúng ta có hai chỉ số khoảng chừng đầu tháng hay là giữa tháng đó chúng ta sẽ có cái chỉ số gọi là CPI phần trăm lạm phát đó nó phổ biến hơn rồi sau đó gần cuối tháng chúng ta sẽ có cái chỉ số gọi là PCE Hai cái nó cũng giống giống như nhau các bạn, chỉ là cách tính khác nhau một chút mà thôi. Nhưng mà đối với chủ tịch John Powell đó thì chủ tịch uh, Powell thích xem chỉ số PC hơn. Và đối với lại cái thông tin này đó thì các bạn đã thấy được là nói chung là tốt. Nhưng mà chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã tiếp tục đỏ khi mà chúng ta nói tới chỉ số Dow Jones các bạn. Dow Jones hôm nay đã đã xuống 1.12% và S&P 500 xuống 0.48% và trên căn bản đó S&P 500 đã xuống hơn 10% so với lại cái mức cao gần đây có nghĩa là S&P 500 nó đã vào cái dùng gọi là correction nghĩa là cái dùng điều chỉnh rồi các bạn và Nasdaq hôm nay đã hồi phục nhẹ một chút là 0.38% và đương nhiên hôm nay là thứ sáu cho nên sẽ không có tài liệu liên quan tới pre market nhưng mà có bạn cũng đã chỉ ra ngày hôm qua đó tuy là chúng ta thấy được là cổ phiếu của Hoa Kỳ gần đây không được tốt nhưng mà khi chúng ta so sánh từ đầu năm tới bây giờ đó thì vẫn còn tốt. Tại vì chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq đó thì các bạn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ thì vẫn còn tăng 20.8%. Mặc dù là gần đây không được tốt. Chúng ta cũng nhìn thấy được là chỉ số à, của S&P 500 đó, thì đầu năm tới bây giờ vẫn còn tăng là 7.24%. Thì nói chung đó chúng ta chỉ có thể xem như đây là một cái đợt điều chỉnh sau khi mà đã tăng từ đầu năm tới bây giờ rồi. Và đợt điều chỉnh này đó là liên quan đến việc là những nhà đầu tư có thể họ đang lo lắng là tuần sau đó khi mà họp thì Fed sẽ nói gì các bạn? Tại vì chúng ta biết là còn 4 ngày nữa sẽ là cuộc họp của Fed. Và ngay bây giờ đó sau khi mà có thông tin liên quan đến cái phần trăm chỉ số lạm phát PCE đó thì các bạn thấy được là vẫn 99.9%. Nghĩa là gần như chắc chắn các bạn, không gì chắc chắn hết nhưng mà 99.9% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn. Chỉ có 0.1% nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất các bạn. <laughs> không biết tại sao mà có người nghĩ là Fed có khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp trong vòng 4 ngày nữa Tại vì thông không nghĩ có lý do gì bây giờ Fed giảm lãi suất, ngoại trừ là từ đây đến đó trong vòng 4 ngày này chúng ta có một sự cố lớn xảy ra giống như là chiến tranh thế giới thứ ba chứ nếu không đó tôi nghĩ là không có lý do gì nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất, chúng ta chỉ có hy vọng là Fed sẽ mềm hơn, có cái giọng điệu bầu câu hơn và nói là sẽ giữ nguyên lãi suất để mà tiếp tục quan sát các bạn. Và chúng ta cũng đã thấy được là tuy những chỉ số đó thì vẫn còn tốt, như là chúng ta thấy được là chỉ số phần trăm tạm phát đó thì vẫn tiến triển, tuy là không nhanh như là Fed mong muốn nhưng mà vẫn đi về có xu hướng là 2% nhưng mà cũng từ từ thôi các bạn chúng ta nhìn thấy được là chỉ số liên quan đến uh, GDP đó thì cũng tốt chúng ta đã thấy được là GDP đó tăng cao hơn so với cái uh, quý trước đó nhưng chúng ta thấy được là phần trăm thất nghiệp vẫn tốt chỉ có chứng khoán Hoa Kỳ là giảm gần đây thôi các bạn nhất là so với là những cái thị trường khác chúng ta nói tới là hợp đồng của dầu ngày hôm nay kết thúc đó thì cũng tăng các bạn tăng 2. 34 ở mức là 85 đô 16 sen cho một thùng dầu trong và các bạn thấy rõ hơn. Còn về vàng đó thì các bạn thấy hôm nay hợp đồng vàng đã ở mức cao kỷ lục các bạn cuối cùng cũng đã qua được 2.000 đô ở mức là 2.016 đô và 30 cent cho một ounce vàng. Đây là cái mức giá hợp đồng mà cao nhất chúng ta chưa từng thấy Và nhìn vào crypto thì sao các bạn Crypto hôm nay cũng vẫn ổn các bạn Nói riêng về Bitcoin đó thì không thay đổi nhiều Chúng ta bây giờ mức là 33.917 đô Có nghĩa là chúng ta vẫn xoay quanh cái mức là 34.000 đô Ethereum đó ở mức là 1.783 đô các bạn Cũng không có thay đổi nhiều Nói chung đó thì Bitcoin sau khi tăng à, nghỉ ngơi một chút các bạn Lên tới mức là 35.000 Bây giờ xoay quanh 34.000 Nghỉ ngơi một chút Và chúng ta nhìn thấy được là Chứng khoán đó thì đang đỏ Và đâu đó chúng ta thấy được là có nhiều thông tin tốt liên quan tới thị trường tài chính nói chung nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là có gì đó thực sự là bất ổn ở trong thị trường hiện bây giờ chúng ta nên nghĩ đến thị trường bất động sản là một thị trường rất là lớn tại hoa kỳ và nó chiếm cái phần trăm rất là cao trong cái chỉ số lạm phát cpi nhưng mà thị trường bất động sản đó, thì các bạn đã biết là gần đây à, chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp đó chính là lãi suất cao nhưng mà giá nhà vẫn cao thường đã từng chia sẻ với các bạn tại sao rồi tại vì rất nhiều người có cái lãi suất thấp hiện tại họ không muốn bán nhà tại vì bán nhà rồi phải mua với lãi suất cao nhưng mà hôm nay chúng ta có một thống kê các bạn thống kê này chia sẻ đó cho chúng ta thấy được là trên căn bản từ năm 2010 tới bây giờ ước tính là khoảng 90 phần trăm của những người mà mua nhà mà họ đi vay mượn nghĩa là phần lớn các bạn phần lớn ở Hoa Kỳ đây các bạn mua nhà là các bạn đi vay mượn những công ty mà cho vay thì 90% của số lượng người vay mượn đó họ có phần trăm lãi suất là dưới 5% trong khi mà hiện bây giờ các bạn thấy được là phần trăm lãi suất lên tới mức là 8% thì không có lý do gì mà họ bán nhà hiện tại và dẫn đến gì các bạn dẫn đến là không có nhiều nhà để bán dẫn đến giá nhà tăng cao tại vì chúng ta nói tới cung và cầu Thêm vào đó nữa đó các bạn thấy được là những công ty mà cho vay để mà mua nhà đó thì cái nhu cầu vay mượn đã giảm 50% từ đầu năm tới bây giờ các bạn ở mức thấp nhất từ năm 1994 có nghĩa là còn thấp hơn cả khủng quản bất động sản năm 2008. Chúng ta nhìn thấy được là thống kê đó thì hiện bây giờ cái nhu cầu để mà vay mượn mua nhà đó đã giảm 25% các bạn so với năm 2008. Năm 2008 khung quản nằm ở đây. Và bây giờ ở mức là còn dưới con số đó luôn các bạn. Thùng cũng không biết là kết thúc sẽ ra sao các bạn tại vì thùng cũng chưa bao giờ gặp trường hợp này. Và thùng không nghĩ là trên thị trường tài chính nói chung đó có nhiều người đã từng gặp trường hợp này rồi khi mà các bạn thấy được lãi suất cao nhưng mà giá nhà vẫn cao thường lãi suất là giá nhà nó đi ngược với nhau các bạn tại vì lãi suất thấp thì người ta bị mượn nhiều dẫn đến nhu cầu mua nhà tăng cao dẫn đến giá nhà tăng và ngược lại và chúng ta cũng đã thấy được chúng ta đang nằm ở trong một cái thời kỳ cực kỳ hiếm gặp nói chung là mấy chục năm qua đâu hoa kỳ chưa từng có đối đầu với là một cái phần trăm lạm phát cao như vậy chúng ta phải trả trở về cái thời của Paul Volcker thì mới có trường hợp này cho nên uh, nói chung là cũng là một cái gì đó chúng ta đang chứng kiến lịch sử đang hình thành đó các bạn. Nhưng mà có một điều có thể làm cho một số nhà đầu tư chứng khoán an tâm hơn đó chính là Jim Cramer các bạn. Cách đây 2 ngày Jim Cramer đã tuyên bố, các bạn nghĩ là Jim Cramer tuyên bố gì về chứng khoán? Các bạn đã biết là trước đây đây Jim Cramer tuyên bố về Bitcoin cách đây khoảng chừng là hơn 2 tuần nữa kết quả là sao? Thì Jim Cramer đã tuyên bố là những nhà đầu tư nên chờ đợi trước khi mà mua chứng khoán chờ đợi gì các bạn chờ đợi là Fed sẽ tăng lãi suất dẫn đến chứng khoán xuống giá lúc đó mới mua à, và nếu như mà các bạn biết Jim Cramer đây thì khả năng chúng ta sẽ không có đợt tăng lãi suất nào hết các bạn và có khả năng chứng khoán sẽ không tiếp tục giảm nữa hy vọng lần này sẽ không khác mà Jim Cramer đã có thể cứu được thị trường chứng khoán thôi nói dẫn các bạn một chút mà thôi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin khác các bạn chúng ta có một cái thông tin uh, liên quan đến ngân hàng Chase thì cổ phiếu Chase ngày hôm nay đó đã có một cái sự giảm xuống các bạn giảm là 3.6% thì uh, mới đầu thấy như vậy đó thường tưởng đâu là ngân hàng Chase bị cái gì nhưng mà thật ra đó chính là thông tin liên quan đến uh, CEO Jimmy Diamond ông ta đã quyết định là sẽ bán khoảng chừng là một triệu cổ phần một triệu cổ phần không phải là triệu đô la các bạn một triệu cổ phần của ngân hàng Chase vào năm sau, nghĩa là bây giờ chỉ báo trước mà thôi, năm sau mới bắt đầu bán dẫn đến là các bạn thấy được là giá cả đã đi xuống. thì nói chung đó theo thường hiểu ở đây đó thì Jamie Diamond là một trong những người mà trước đây cũng chưa từng bán cổ phiếu của Chase ngoại trừ là bắt buộc mà thôi giống như là option đáo hạn thì phải bán cổ phiếu đó để mà trả. chứ còn bản thân bán đó thì chưa bao giờ bán, cho nên đây là đợt đầu tiên mà ông thông báo bán nhiều như vậy. Và điều này dẫn đến mọi người đã không phải là lo lắng cái số lượng cổ phần để bán ngay trên thị trường mà lo lắng là có phải là Jimmy Diamond chuẩn bị để về hưu hay là không. Đối với Thuận đó thì à, các bạn thấy được chúng ta cũng đã có cái cảm nghĩ gì về Jimmy Diamond rồi. Jimmy Diamond là một người mà cực kỳ ghét crypto các bạn. Ngân hàng Chase lại là một ngân hàng lớn và có sự ủng hộ với crypto. Thì à, có thể là chúng ta sau khi mà thấy Jimmy Diamond về hưu tại vì năm nay ông cũng đã 67 tuổi rồi có thể là ông sẽ về hưu sớm tại vì muốn bán số lượng cổ phiếu này thì chúng ta cũng hy vọng là có một cái CEO mới có cái nhìn lạc quan hơn về crypto các bạn Jamie Diamond thì hoàn toàn không thích crypto nhưng mà ngân hàng thì vẫn đang hướng về là ủng hộ crypto các bạn chi tiết hơn các bạn thấy được là chúng ta đã có một thống kê liên quan đến đồng JP Morgan Coin đây là một đồng của ngân hàng JP Morgan và các bạn đừng có hỏi thuần là đồng này mua ở đâu tại vì đây không phải là một đồng mà bán trên thị trường các bạn đây là một cái đồng mà dùng trong nội bộ của ngân hàng JP Morgan mà thôi đây là một cái mạng lưới blockchain tư nhân các bạn không phải là mạng lưới blockchain công cộng không phải là mạng lưới blockchain phi tập trung thì họ sử dụng cái mạng lưới này để giúp đỡ à, những cái chi nhánh của họ và những cái khách hàng của họ di chuyển tiền sử dụng đồng JP Morgan Coin này và theo thống kê đó thì các bạn thấy được là đã có khoảng chừng 1 tỷ đô la đã được di chuyển à, sử dụng đồng JP Morgan Coin này từ khi mà bắt đầu từ năm 2020 các bạn nhưng mà đây là một cái thử nghiệm trong nội bộ của JP Morgan nhưng mà nó không có ngừng ở đây các bạn đã nhớ cái đây không lâu đó chúng ta nghe nói một cái cập nhật đến từ ngân hàng JP Morgan dự án Onyx của họ đã có thể hỗ trợ hai công ty lớn các bạn đó chính là công ty gì đó chính là công ty Barclays và BlackRock thu kinh hóa cái trái phiếu của họ cổ phiếu đi qua là trái phiếu các bạn và sau đó di chuyển sử dụng một mạng lưới blockchain kết hợp với JP Morgan đó chính là mạng Onyx dựa trên blockchain của Ethereum và nó kết nối với Ethereum. Thì các bạn thấy được là JP Morgan đã có một cái sự ủng hộ đối với lại blockchain rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là JP Diamond vẫn là một người mà cực kỳ không ủng hộ à, mặc dù ngân hàng của ông đã rất ủng hộ các bạn và ông cũng đã từng nói năm 2017 là bất cứ ai trên ngân hàng mà đụng đến crypto đó thì sẽ sa thải đương nhiên các bạn thấy được là sau đó là ngân hàng JP Morgan đã đi thu mua Bitcoin ở trong những cái thị trường khác các bạn và chúng ta cũng đã từng nói đến thông tin này thì nói chung đó, nếu như mà Jimmy Diamond về hưu thì chúng ta cũng có thể có một cái CEO mới có thể là có cái suy nghĩ thoáng hơn về crypto tại vì chúng ta thấy được là JP Morgan vẫn là một ngân hàng lớn. Ngoài chi điều đó ra đó thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin đã trở lại 34.000 đô rồi. Bây giờ là hơn 34.000 đô một chút. Và chúng ta nhìn vào tình hình chung của crypto đó thì vốn hóa không thay đổi nhiều các bạn. Vẫn khoảng chừng là 1,3 nghìn tỷ. Và chúng ta nhìn chung ở trên Crypto Bubble đó thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn có rất nhiều màu xanh ngày hôm nay thị trường nó thực sự đã từ từ ấm lại rồi các bạn Thôi có thể cảm nhận được điều đó và chúng ta sẽ bắt đầu với một số những thông tin liên quan đến crypto thì chúng ta bắt đầu từ một cái thông tin tốt các bạn lại thêm một công ty quản lý tiền ở phố Wall nữa đó chính là Line Bernstein đã lên tiếng ủng hộ crypto các bạn và công ty này quản lý là 669 tỷ đô la thì không nhiều bằng BlackRock đương nhiên là các bạn BlackRock là công ty lớn nhất hay là những công ty khác mà chúng ta từng nói đến nhưng mà cũng là một công ty lớn và Alan Bernstein đã nói là Bitcoin là một tài sản trú ẩn an toàn, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả vàng các bạn. À, và đó là nhận định đến từ Alan Bernstein. Nói chung đó các bạn đã thấy được là ngay sau khi mà BlackRock quyết định có Bitcoin Spot ETF đó, thì hầu như cả wall nó giống như là đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình 180 độ các bạn cực kỳ ủng hộ. Trước đây chúng ta có một số công ty đã ủng hộ rồi nhưng mà bây giờ đã hầu như là BlackRock ủng hộ thì những công ty khác đó họ nói họ ủng hộ à cũng được tại vì nếu như mà trước đây mà những công ty lớn như BlackRock chịu ủng hộ mà họ nói ủng hộ lỡ như có chuyện gì xảy ra đó thì à, họ sẽ à, bị chỉ trích bởi cổ đông các bạn. Có thể hiểu đơn giản như thế này. Khi mà các bạn thấy là công ty giả sử như là chúng ta nói tới Tesla đi. Tesla lưu trữ Bitcoin thì những công ty nhỏ hơn giống như chúng ta thấy được là có một công ty xe điện khác cũng lưu trữ khôi thì lỡ như khôi có vấn đề gì hay là bị thua lỗ hay là gặp vấn đề gì đó thì chúng ta được là cái người mà ra quyết định lưu trữ khôi cho công ty đó cũng sẽ ít bị chỉ trích hơn tại vì uh, sẽ nói là thấy chưa công ty Tesla cũng lưu trữ Thì tôi cũng lưu trữ chứ có gì đâu Khi mà các bạn thấy được công ty BlackRock đó Đã bắt đầu tham gia vào thị trường này Thì những công ty khác cũng sẽ làm như vậy Tại vì lỡ như có chuyện gì đó Thì những công ty quản lý này họ sẽ nói là Tại vì họ cũng đi theo chân BlackRock BlackRock là công ty lớn mà họ nghĩ là BlackRock Biết mình đang làm gì Và càng nhiều công ty như vậy dẫn đến là có càng nhiều công ty là muốn làm gì các bạn sẽ dẫn đến hiệu nam đám đông và hiệu nam đám đông này đó có mặt tốt và xấu các bạn tốt đó là khi mà họ tham gia vào crypto của một lúc còn xấu đó là các bạn thấy được giống như là tình hình của FTX lý do tại sao mà FTX có thể lừa được nhiều công ty như vậy tại vì các bạn thấy được là mới đầu là chúng ta có những công ty như là Blackrock chúng ta có Kevin Larry đầu tư vào thì hai người đó đầu tư vào những công ty khác cũng đầu tư vào luôn nhưng mà nghĩ là Blackrock thì là công ty lớn họ đã có một cái cơ quan quản lý rủi ro và đã thẩm định công ty rồi cho nên không có gì là lo lắng và mỗi công ty đều dựa vào nhau cho đến khi mà mọi chuyện độ bể đó thì người ta nói là ủa tôi tưởng đâu là anh đã thẩm định rồi và công ty kia nói là ủa tôi tưởng là black thẩm định rồi các bạn thì bây giờ cũng như vậy ngược lại đó thì sau khi blackrock muốn có một Bitcoin spot etf dẫn đến là hàng loạt những công ty forward cũng muốn như vậy nói chung đó chúng ta đang chứng kiến hiệu ứng đám đông và ít nhiều gì cũng là một dẫn chứng cho thấy được chúng ta đang có một cái sự FOMO đến từ những tổ chức đầu tư ở forward Bây giờ tôi sẽ chuyển qua nói tới một số những cái thông tin liên quan đến SEC các bạn và đầu tiên hết tới chúng ta nói tới Ripple đi. Thì công ty Ripple đã dựa theo sự chia sẻ đến từ luật sư John Deaton thì SEC nói là uh, bây giờ đó chấp thuận là sẽ hai bên thỏa thuận và không ra tòa nữa. Điều này chúng ta cũng đã biết cách đây khoảng chừng là hơn một tuần rồi nhưng mà để hai bên uh, thỏa thuận thì SEC muốn công ty Ripple đó phải đóng phạt là 770 triệu đô la các bạn. 770 triệu trong khi Ripple đó đã tốn khoảng chừng là 200 triệu để ra to thì cái này đó sẽ khiến cho công ty Ripple tốn cả tỷ đô la nhưng mà cái này là cái sự đòi hỏi ban đầu của SEC mà thôi các bạn và hai bên sẽ đàm phán và có khả năng nó sẽ đàm phán cho đến khoảng chừng là hè năm sau rồi các bạn những cái đàm phán này nó sẽ không có nhanh chóng đâu và sau đó chúng ta sẽ thấy được là hai bên sẽ chia sẻ cái thỏa thuận cuối cùng lên trên tòa án rồi thẩm phán sẽ quyết định là cái này có hợp lý hay là không thì để cho các bạn hiểu rõ hơn đó chúng ta đã thấy được là có một công ty trước đây cũng đã bị phạt bởi SEC đó chính là công ty library thì chúng ta cũng đã nói khá nhiều liên quan tới library và các bạn hãy nhớ là cuối cùng đó thì công ty library bị phạt bởi SEC đó tổng cộng là 22 triệu đô la nhưng mà sau đó, đó thì hai bên thỏa thuận cuối cùng đó thì cái tiền phạt từ 22 triệu đã giảm xuống còn 111.614 đô mà thôi các bạn. Thì các bạn thấy được từ 22 triệu mà giảm xuống còn 111.000 thì sau khi thỏa thuận con số nó thay đổi khá là nhiều. Và cái này nó cũng không riêng gì về liên quan tới SEC đâu các bạn Ngay cả công ty mà Thuận đang làm việc đó Khi mà đàm phán với những cơ quan của chính phủ đó Thì cái tiền phạt ban đầu có thể đàm phán xuống khá là nhiều của bạn Nói chung đó là vài triệu đàm phán còn vài trăm ngàn cũng là bình thường thôi Cho nên là có khả năng là 770 triệu này cuối cùng còn vài chục triệu thôi các bạn Tại vì trên căn bản đây là một cái vụ kiện dân sự Và cũng chưa có chứng minh được là không ty Ripple đó Có thật sự là vi phạm cái gì gọi là gian dối hết các bạn chỉ là không đăng ký như là SEC muốn mà thôi. Và nói tới cái này đó thì các bạn thấy được ngày hôm nay có một ủy viên quỹ viên này đã cực kỳ một crypto đó chính là Hester Pierce các bạn chúng ta biết là ở trong SEC đây chúng ta có năm quỹ viên tổng cộng tính luôn cả chủ tịch Gary Gensler và chúng ta có hai trong năm quỹ viên ủng hộ crypto trong đó đương nhiên chúng ta có Hester Pierce thì Hester Pierce ngày hôm nay đã cuối cùng cô đã lên tiếng liên quan đến cái sự việc của công ty Library các bạn cái hệ thống Library này đây là một cái hệ thống mà các bạn đã nhớ là trước đây đó năm 2019 khi mà YouTube đàn áp những cái kênh liên quan đến crypto đó thường cũng đã từng đăng nhiều video video trên library các bạn thì sau đó Library dự án này đã bị kiện bởi SEC, cũng như những dự án như là Ripple các bạn bị kiện là tại vì uh, library đã bán token, đó là chứng khoán mà chưa đăng ký. thì cái vụ kiện này bây giờ coi như đã xong rồi. thì sau đó nó Pierce đã chia sẻ ngày hôm nay liên quan đến suy nghĩ và cái sự bất đồng quan điểm uh, của Hester Pierce ở trong SEC là gì và các bạn thấy được là cái vụ kiện của Ripple vẫn chưa xong nhưng mà tôi nghĩ là sau khi xong rồi đó thì Hester Pierce đã chia sẻ cái cảm nghĩ của bà về sự kiện của Ripple Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói cái dự kiện của Library đi Sẽ ít nhiều gì cho chúng ta thấy được là cái suy nghĩ của Hester Pierce ra sao Và chia sẻ như thế này Hester Pierce nói là chúng ta không cần phải đào sâu để tìm ra những dự án tiền điện tử gian lận Cái này là được chia sẻ trên cái trang web chính thức của SEC các bạn Chứ không phải là trên cái blog cá nhân của Hester Pierce Cho các bạn thấy được là Hester Pierce là hoàn toàn không coi Gary ra gì hết Chia sẻ trực tiếp trên trang web của SEC.gov luôn À, và mới đầu đó thì uh, Hester Pierce nói là chúng ta không cần phải đào sâu để tìm ra những dự án tiền điện tử gian lận có nghĩa là rất dễ để tìm thấy được là những dự án tiền điện tử đó nó không có hoàn toàn thuần có nghĩa là những dự án này đó có vấn đề rất dễ để nhận ra được trong cái danh sách của những dự án tiền điện tử và những dự án này đã bán token với những lời hứa mà họ không thực hiện thực tế này đó khiến quyết định của SEC mở một vụ kiện chống library trở nên đáng thắc mắc. Có nghĩa là có rất nhiều dự án ở trên thị trường bây giờ có rất nhiều câu hỏi tại sao SEC lại đi lựa chọn kiện cái dự án library này. Thì library đó, LBRY là một dự án có tiến triển tốt hơn so với nhiều dự án crypto khác, có nghĩa là nhìn chung đó, thì ít ra dự án này có một blockchain đã hoạt động sau khi mà bán hết các token và đơn khiếu nại của SEC đó cũng không có cáo buộc gì và tòa án cũng không tìm thấy bằng chứng gì về gian lận, có nghĩa là không có bất cứ một cái cáo buộc gian lận gì đây hết. Library xây dựng một hệ thống blockchain để giúp chia sẻ dữ liệu mang lại quyền kiểm soát lớn hơn cho các nhà sáng lập nội dung có nghĩa là các bạn có thể chia sẻ video trên nền tảng này và chống lại sự kiểm duyệt thông tin library đã tạo ra một nền tảng phổ biến trên blockchain để chia sẻ video và các phương tiện truyền thông khác blockchain mã nguồn mở của library có sẵn cho bất kỳ ai muốn sử dụng tại sao lại đụng đến một công ty đã bán token cho một blockchain đang hoạt động tốt, có mục đích sử dụng rõ ràng khi mà SEC có thể kiện nhiều dự án khác có dấu hiệu rõ ràng là có gian lận và không tuân thủ luật chứng khoán. Cũng như là đã chia sẻ cái đầu của cái phần này các bạn, tại sao lại lựa chọn Library mà không lựa chọn những dự án khác? Có rất nhiều cái dấu chấm hỏi. À, điều còn tệ hơn đó là SEC đã áp dụng một lập trường cực kỳ nghiêm khắc trong trường hợp này. Ví dụ sau khi mà giành chiến thắng đó, có nghĩa là sau khi mà tòa đã nói là SEC đã thắng trong vụ này, SEC yêu cầu đóng phạt lên tới 44 triệu đô la và khẳng định là đề nghị của Library về việc đốt tất cả token trong tài sản của họ không đủ để đảm bảo là Library sẽ không vi phạm các điều khoản đăng ký trong tương lai. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là SEC đòi tới 44 triệu đô la trong khi mà Library nói là chúng tôi có thể chấp nhận đốt hết tất cả token có nghĩa là đốt hết tài sản của mình à, nhưng mà sg nói là không tôi muốn là anh đóng tiền này để cho anh phá sản luôn tóm lại là như vậy và các biện pháp khắc phục mà sec yêu cầu đó hoàn toàn không phù hợp tại vì library chưa hề bị kết luận có hành vi gian lận nào chỉ đơn giản là tại vì không đăng ký với sec nhưng mà trên thực tế đó cho tới bây giờ cũng không có cách nào để mình đăng ký với sec sự thật là thẩm phán đã phát biểu trong phiên tòa là không có cáo buộc gian lận và sự không chắc chắn về việc áp dụng luật chứng khoán. Có nghĩa là ngay cái thẩm phán cũng nói là đây là một cái vụ dân sự mà thôi về đăng ký chứ không có gian lận gì và cũng không có một cái sự chắc chắn là áp dụng luật chứng khoán vào những sự việc như là library đó có phù hợp hay là không nên được xem xét khi mà áp dụng hình phạt sau viên tòa đó thì SEC mới giảm yêu cầu hình phạt mình xuống còn 111.614 đô la có nghĩa là cho dù SEC muốn đi nữa tòa có thể là sẽ không chấp nhận bắt phạt tới 44 triệu nó hoàn toàn không phù hợp với lại cái lý do tại sao mà SEC kiện công ty Library Nhưng mà đến cuối cùng đó thì vụ kiện này cũng đã quá tốn kém Cái tốn kém không phải là 111.000 đô la đóng phạt Mà cái sự việc này đã quá tốn kém Tốn tiền luật sư và pháp lý đó khiến cho dự án này không còn tiền để hoạt động nữa Và SEC trên căn bản đã tiêu diệt công ty Library Thì tại sao các bạn Hesapeace cũng không biết tại sao lại lựa chọn dự án này để tấn công À, có thể là tại vì dễ dàng, dễ này có thể là ở Hoa Kỳ và SEC biết đây là cái đối thủ yếu, cho nên dễ dàng sẽ thuyết phục trước to chứ không giống như là Ripple. Và cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây đó là rất rõ ràng như thường nói, Hasherpiece không có coi Geiger so ra gì, trong khi Geiger so trên căn bản là chức cao hơn. Nhưng mà cái các bạn nên hiểu đó là cái chức mà Hasherpiece muốn, đó chính là chủ tịch của SEC. Tôi nghĩ là như vậy các bạn, Hasherpiece đã ngay càng gạch rõ cái ranh giới giữa Hester Pierce và Gary Gensler và chúng ta cũng đã biết năm sau đó là một năm mà sẽ có bầu cử tổng thống và nếu như mà chúng ta có một tổng thống mới mà thuộc một đảng khác đó thì Gary Gensler sẽ từ chức các bạn và đương nhiên Hester Pierce muốn ngồi cái ghế đó cho nên ngài là càng rõ ràng hơn về quan điểm bất đồng của mình và chia sẻ ngay ở trên trang web chính thức của SEC các bạn cứ nghĩ đi một ủy viên của SEC Chia sẻ là SCC đã hoàn toàn sai về việc kiện những công ty kia ngay trên trang web chính thức. Các bạn thấy được đây là một trong những điều mà thường nghĩ chỉ có Hoa Kỳ có mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục chia sẻ các bạn. À, chúng ta sẽ thấy được là SCC bây giờ đã cũng đang duyệt rất nhiều những cái đơn Bitcoin Spot ETF. Trong cuộc phỏng vấn đó, thì người ta hỏi là Gary Chancellor hiện bây giờ đang duyệt bao nhiêu đơn. Thì Gary Chancellor nói là khoảng 8-10 đơn. Nhưng mà thật sự là tới 12 đơn rồi các bạn. Tính luôn cái đơn của GBDC các bạn. <laughs> Nói chung thì Jerry Gensler cũng sẽ khá là mệt mỏi <laughs> trong thời gian tới đây. Và có nhiều bạn hỏi thuận là có phải là họ sẽ tiếp tục trì hoãn cho đến à, cuối năm sau hay là khi nào mà họ cảm thấy thích hợp, à, có thể là tích lũy đủ hay gì đó rồi mới à, cho ra cái Bitcoin Spot ETF hay là không thì không thể đâu các bạn, dựa theo à, cái quá trình à, thì mỗi đơn chỉ được trì khoảng tối đa là 240.000 mà thôi, có nghĩa là đối với ARK Invest thì à, cái hạn chót sẽ là tháng 1 năm sau, ngày 10 tháng 1 còn đối với những cái đơn còn lại, tôi nhớ là tháng 3 nhưng mà nếu như đã ra quyết định liên quan tới ARK Invest thì à, tôi nghĩ là tất cả sẽ cùng một lúc được chấp nhận hay là bị từ chối, chứ không có có thể nào mà nói là từ cho Arcanverse rồi hai tháng sau là chấp nhận cái đơn của Blackrock khi mà hai cái đơn nó đều giống nhau các bạn chúng ta có một số những cái thông tin khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta nói về cái ngày ra tòa hôm nay của Sam Free các bạn hôm nay đã cũng có khá nhiều drama các bạn Tiếp tục theo dõi để biết được hôm nay Simon Friede nói gì. Thì chúng ta thấy được là tạp chí The Verse đã chia sẻ là trong cuộc họp toàn thể công ty vào ngày 26 tháng 10 nghĩa là ngày hôm qua thì Elon Musk đã chia sẻ tầm nhìn của mình về việc biến nền tảng X thành một trung tâm tài chính thì điều này chúng ta cũng đã biết trước đây rồi à, và các bạn đã biết là Elon Musk trước đây cũng là co-founder của công ty mà sau đó bán cho công ty PayPal. Thì Elon Musk từ bao nhiêu năm trước đã muốn tạo ra ra một cái nền tảng trung tâm tài chính nhưng mà lúc đó không thực hiện được thì bây giờ Elon Musk muốn biến X thành một trung tâm tài chính và bây giờ chúng ta đã biết rõ hơn là kế hoạch triển khai đây các tính năng mới sẽ là vào cuối năm 2024 như là chúng ta phải chờ cho đến cuối năm sau thì mới biết được là triển khai như thế nào chi tiết nó sẽ được chia sẻ từ từ nhưng mà điều mà nghĩ nhiều bạn muốn biết là cái vai trò của Doge có nằm trong cái tầm nhìn của Elon Musk sẽ là không. Tới bây giờ đó Elon Musk vẫn không có nói gì rõ ràng liên quan tới việc là có tích hợp Dogecoin hay là không. Hầu như gần đây đó Elon Musk cũng đã không có chia sẻ nhiều về đồng Dogecoin nữa các bạn. Chúng ta hãy chuyển qua để mà nói về uh, Taiwan các bạn nghĩ là Đài Loan thì uh, chúng ta cũng nhận được một thông tin á Đài Loan đã công bố một dự luật quản lý tài sản tiền kỹ thuật số đầu tiên gọi là Virtual Asset Management Ordinance uh, thì các bạn thấy được là thứ nhất đó, là mục tiêu của dự luật này là định nghĩa rõ ràng về tài sản điện tử như là crypto và thiết lập tiêu chuẩn cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực crypto để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Thứ nhì là trước đây ở Đài Loan chưa có bất kỳ quy định nào liên quan đến crypto. Việc ra mắt dự luật này đã chứng tỏ sự chấp nhận và thích nghi của Đài Loan với thời đại mới. Và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số sự khác biệt, các bạn. Trước hết á, chúng ta cũng đã biết là gần đây Hồng Kông, Nhật Bản cũng có những cái luật liên quan đến crypto được chia sẻ. Thì luật của Đài Loan khác gì so với những cái luật giống như ở Hồng Kông? Thì so với Hồng Kông thì dự luật của Đài Loan không đề cập đến các sản phẩm phái sinh tiền điện tử hoặc là stablecoin ở hồng kông đó thì nói rõ ràng là stablecoin là gì và những stablecoin được giao dịch và không cho phép sản phẩm phái sinh như là không cho phép futures hiện tại chỉ cho phép spot mà thôi ở đài loan thì không nói những cái đó nhưng mà đài loan đó cũng nhận biết là các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chẳng hạn như là hợp đồng tương lai như là futures cần được có quy định riêng so với quy định tài chính truyền thống có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là sẽ có một quy định riêng sau này nhưng mà bây giờ là không nói đến đài loan đó cũng không giới hạn việc giao dịch crypto cả tổ chức lẫn cá nhân đều có thể tham gia vào giao dịch không giống như là ở hồng kông các bạn thân nhớ là hồng kông thì có một số tổ chức sẽ không được tham gia vào giao dịch còn luật của Đài Loan so với Nhật Bản thì sao các bạn? So với Nhật Bản đó, thì Nhật Bản đưa ra yêu cầu là tài sản crypto phải được lưu trữ tại những công ty trong nước Nhật Bản. Cho nên các bạn thấy được là FTX, đó, cho dù là có một chi nhánh ở Nhật Bản trước đây, nhưng mà những người mà gặp sự cố ở sàn FTX Nhật Bản đã được bồi thường rồi. Tại vì sao các bạn? Tại vì Nhật Bản nói là tất cả tài sản phải được lưu trữ trong nước Nhật Bản và vì lý do đó, khi gặp sự cố đó thì đã được xử lý còn đài loan thì không có nói như vậy đài loan chỉ yêu cầu việc là tách biệt tài sản của khách hàng và tài sản của công ty nhưng mà không đưa ra yêu cầu là giữ tài sản tại một bên thứ ba nào hết những điểm mà chúng ta cần phải lưu ý liên quan tới dự luật này của đài loan đầu tiên hết là các sàn giao dịch tiền điện tử phải thực hiện việc báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh của mình thứ nhì là ủy ban giám sát tài chính hay còn gọi là FSC ở Đài Loan là cơ quan mà sẽ quản lý kiểm tra hệ thống và kiểm soát nội bộ à, liên quan đến những cái sàn. Cuối cùng đó là cơ quan quản lý sẽ xác định tiêu chuẩn cho tỷ lệ tài sản sau khi mà tham khảo ý kiến từ ngành, có nghĩa là những công ty này đã phải lưu trữ tỷ lệ tài sản là bao nhiêu thì từ từ sẽ chia sẻ thêm. Nói chung thì đây là cái dự luật gọi là tổng quát đầu tiên đến từ Đài Loan các bạn và như thường đã chia sẻ đó có luật là tốt với các bạn có lực nghĩa là muốn phát triển muốn ủng hộ và muốn có lợi ích cho nên mới có lực là một dấu hiệu của sự chấp nhận các bạn và chúng ta có một thông tin nữa đến từ Đài Loan trước khi mà nói về Simon Free thì công ty Circle các bạn biết là Circle là công ty mà phát hành độ ổn định USDC à, họ đã hợp tác với lại một cái chuỗi theo thông biết rất là lớn ở Đài Loan đây là một cái chuỗi cửa hàng tiện lợi gọi là Family Mart và sàn giao dịch Bitgo Group để giới thiệu chương trình đổi điểm mua sắm lấy USDC tại thị trường Đài Loan. Chi tiết hơn đó là khách hàng của Family Mart khi mà họ chi tiêu họ sẽ tích lũy điểm thì cái điểm đó đó sẽ được đổi nếu như muốn à, trở thành đồng USDC thông qua sàn giao dịch Bitto Group và sẽ không có tốn phí gì hết như là điểm sẽ đổi ngang à, tùy theo là một điểm đổi bao nhiêu tiền sẽ đổi ngang và USDC và Family Mart là chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ hai ở Đài Loan với hơn 17 triệu người dùng gần 87% khách hàng của họ tham gia chương trình tích lũy điểm và phần lớn đó khoảng chừng 99% là sử dụng điểm để đổi sản phẩm cho nên thực sự không biết là cái chương trình này có thu hút được nhiều người hay là không nhưng mà cũng là một cái đợt PR các bạn một cái sự PR liên quan đến crypto ở đài loan chúng ta bây giờ hãy nói tới Sam Bankman-Free tại vì hôm nay đó là cái ngày mà Sam Bankman-Free lại tiếp tục ra tòa để mà cung cấp lời khai các bạn và các bạn đã nhớ ngày hôm qua đó thì nó là hỗn loạn như thế nào và thẩm phán ngày hôm nay đó đã cho phép trình bày trước bồi thẩm đoàn nghĩa là Samon Free sẽ được trực tiếp chia sẻ cái quan điểm của mình à, liên quan đến những gì xảy ra và những bồi thẩm viên sẽ nghe trực tiếp từ Samon Free. Và hôm nay update chúng ta sẽ nói về là cô ấy muốn nhiều hơn những gì mà tôi có thể cho và tôi không biết gì hết. Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới những chi tiết thì đầu tiên hết đấy, các bạn nên biết là ngày hôm nay cái người mà hỏi Simon and Free đó chính là luật sư biện hộ tuần sau thì công tố viên sẽ có cơ hội để mà hỏi Simon and Free và cái mà thường chia sẻ ngày hôm nay đầu video đó là thường nghĩ Simon and Free có thể đã thành công lừa được luật sư công tố viên Tại sao vậy các bạn? Tại vì các bạn thấy được là Simon and Free ngày hôm qua đó thì trả lời những câu hỏi mà đáng lý không có trả lời cũng trả lời luôn. Hôm qua khá là hỗn loạn. Thì có thể vì lý do đó đó công tố viên nói là đồng ý cho phép sam ra đứng làm chứng trước mặt à, những cái bội thẩm viên tại vì nghĩ là sam à, sẽ nói những cái mà không nên nói khiến cho là sam à, giống như là vô tình nhận tội nhưng mà ngày hôm nay đã trên căn bản là sam đã có sự chuẩn bị à, và trả lời những câu hỏi đó, nó trực tiếp hơn thì chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái à, câu trả lời của sam nhưng mà cho dù là như vậy tôi cảm thấy được là những lời khai của sam nó cũng có nhiều lỗ hỏng và luật sư ở bên công tố viên họ sẽ tận dụng những lỗ hổng đó nhưng mà chúng ta sẽ không biết cho đến tuần sau các bạn tên vì hôm nay chỉ là cái lời khai của Sam Bankman Free trả lời trực tiếp bị luật sư biện hộ mà thôi thì chúng ta hãy bắt đầu từ cái phần đầu tiên tại sao lại thành lập Alameda và mối quan hệ với FTX là gì thì Sam Bankman Free đã khai là Sam đã thành lập Alameda do cái sự phổ biến tăng cao của tiền điện tử. Mặc dù là lúc đó đó, thì Sam trên cơ bản cũng không biết gì <laughs> về crypto các bạn. Tới lời khai của Sam ngày hôm nay, à, nói chung đó là trên căn bản chỉ muốn kinh doanh mà thôi. Tại vì tiền điện tử đó đang trở nên phổ biến và vào năm 2017 đó thì Sam đã thấy hai người nói chuyện với nhau một cách hào hứng và lúc đó họ đang nói về crypto và sam nghĩ là crypto dường như là một lĩnh vực có nhu cầu lớn cho nên là sam mới bắt đầu là dấn thân vào thị trường này trên cơ bản với tư cách là một người mà muốn kiếm tiền kinh doanh trong thị trường này mà thôi chứ không biết gì về crypto hết và Sam nói với tò đó là Alameda hoạt động từ một căn hộ được mướn ở trên Airbnb cái trang web mà các bạn có thể lên để mà mướn những căn hộ đó thì đây là một căn hộ nhỏ mà thôi và ở thành phố Berkeley ở Bắc Cali các bạn Berkeley thì cũng rất là xa quận Cam nơi thường đang ở thì lý do tại sao mà không có trụ sở mà lại mướn một căn hộ nhỏ tại vì Sam nói là muốn ẩn mình khi được hỏi về tại sao gọi là Alameda Research thì Sam nói đó là Sam muốn ở dưới tầm ngắm và không muốn gọi nó là công ty giao dịch tiền điện tử của Sam. Nói chung đó thì uh các bạn thì được là Sam muốn gọi là Alameda Research, tại vì khi mà đọc như vậy đó, không ai biết được công ty này làm gì hết và cũng không có trụ sở mà nằm ở trong một căn hộ nhỏ, cho nên tới chung đó thì Sam muốn công ty này là nằm dưới tầm ngắm của những cái công ty đầu tư trong thị trường crypto này. thì tại sao Alameda lại có cơ chế không bị thanh lý, cơ chế mà dẫn đến là Alameda thua lỗ rất nhiều tiền và số tiền đó là từ những nhà đầu tư các bạn, thì Sam cho biết đó là Alameda Research tiếp tục đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho FTX khi mà FTX bắt đầu hoạt động. Nghĩa là Alameda có trước các bạn rồi mới tới FTX và sau khi mà FTX bắt đầu hoạt động đó, Alameda là một cái nhà tạo lập thị trường nghĩa là một cái market maker và lúc đó đó thì Sam nói là chúng tôi đã tăng số lượng máy chủ cho công cụ quản lý rủi ro có nghĩa là cái lập trình quản lý rủi ro đó thì lúc đó cũng đã được tăng lên nhiều nhưng mà chúng tôi đã nhận ra là nếu như mà có một cái đợt thanh lý sai lầm có nghĩa là một cái lỗi lầm nào đó dẫn đến là thanh lý uh, một cái lệnh của Alameda hoặc bất kỳ tài khoản lớn nào khác đó, có thể gây ra thảm họa cho FTX. Như là chỉ cần sai lệch một chút mà thôi, thanh lý sai sẽ dẫn đến một thảm họa. Cho nên đó, lúc đó Sam đã yêu cầu đồng sáng lập FTX là gây quen, thực hiện các biện pháp để mà ngăn chặn điều này xảy ra. Và Sam nói là đâu có biết là biện pháp được áp dụng bao gồm việc là cho phép số dư tài khoản âm cho alameda nghĩa là alameda đã không bao giờ bị thanh lý và có thể đi vào dùng âm luôn các bạn và sam nói đó là về cái số lượng tiền tính dụng của alameda nghĩa là cái số lượng tiền mà alameda vay từ ftx á, tăng lên theo thời gian thành hàng tỷ đô la và sam nói đó là anh đã thảo luận vấn đề này với lại gay quen và chúng ta nói tới người khác là nisa Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của ftx và cả ba người đều đồng ý và quyết định là chấp nhận cho Alameda tăng dòng tín dụng lên như là vay mượn thêm nữa đây là một cái sự đồng ý của cả ba bên chứ không giống như là Nisha Singh hay là Gateway quen nói là tất cả đều là âm mưu của Sam Bankman-Free vào thời điểm đó đó thì Sam nói là tôi không chắc chắn về những gì đang xảy ra. Một lần nữa các bạn thấy được là cái cách mà Sam biện hộ đó là Sam không biết gì hết. Về việc là Alameda có thể đi vào dùng âm nó cũng không biết luôn. Chỉ đơn giản là không muốn có bất cứ một rủi ro nào xảy ra khi mà thanh lý lệnh mà thôi. Nhưng mà đâu có biết đó là cái cách mà ghe quan áp dụng đâu. Và tôi nghĩ là cái số tiền được giữ cho một tài khoản ngân hàng hoặc được gửi đến cho FTX dưới dạng của stable coins. Nếu như mà Alameda giữ số tiền đó, có nghĩa là cái số tiền mà khách hàng gửi tới thì Sam nghĩ là số tiền đó đó được gửi đến ngân hàng của FTX tại vì trên văn bản kế toán thì không có bất cứ một số âm nào nếu như mà tiền không được gửi đến FTX thì đương nhiên phải có số âm rồi tại vì tiền nó nằm ở Alameda thì Sam nói là tôi chỉ nhìn văn bản kế toán mà tôi chẳng biết gì hết tôi tưởng đâu là tiền đã gửi vào FTX rồi các bạn đó chính là cái cách biểu hộ của Sam mình free cái đó đó thì nói về việc là tại sao Sam lại chuyển công ty đến Bahamas thì Sam cho biết là FTX và Alameda đã chuyển đến Hồng Kông vì đó là một cái môi trường quản lý tốt hơn, có nghĩa là đã chuyển từ Bắc Cali đến Hồng Kông. Tuy nhiên cả hai công ty đã sớm rời đi do các biện pháp Lúc đó là dịch bệnh các bạn, cho nên đã sớm rời đi và sau đó có những cái tranh chấp với đại Trung Quốc. Thường không nhớ là tranh chấp này là liên quan đến cái chi tiết như thế nào, thường chỉ nhớ là có một số công ty mà Sam mua Trung Quốc đó, bị giam tiền hay gì đó rồi sau đó là phải dùng tiền để mà hối lộ quan chức Trung Quốc à, khoảng chừng là 100 triệu hay gì đó thường nhớ thì có thể là vì những cái tranh chấp đó cuối cùng đó, thì Sam nói là chuyển hết qua Bahamas nơi mà có những quy định phù hợp hơn và các nhân viên của công ty đó cũng đã chuyển vào một căn hộ cho 10 người ở sau đó luật sư biên hộ hỏi Sam là có làm gì sai trái hay không thì các bạn nghĩ Sam nói gì? Đương nhiên là không rồi các bạn. Làm sao mà Sam nhận tội được? Sam Bermond Free nói là mình nhận ra là có nhiều người bị tổn thương do sự sụp đổ của FTX nhưng mà phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào cho mối quan hệ giữa sàn giao dịch và Alameda Research. Và Sam nói là với tư cách là một khách hàng và nhà cung cấp thanh khoản cho FTX như là nói về Alameda đó, thì Alameda có thể mượn tiền từ sàn giao dịch nếu có tài sản đảm bảo. Theo điều khoản sử dụng của FTX, những người mượn đó sẽ không bị hạn chế về việc sử dụng số tiền mượn nghĩa là Alameda có thể là sử dụng số tiền đó để mà giao dịch có nghĩa là gì các bạn nghĩa là Sam nói Alameda cũng giống như những, những khách hàng khác Alameda có thể là vay mượn tiền từ sàn FTX miễn là có cái số tiền đảm bảo và Alameda có thể dùng tiền đó để mà trade trực tiếp trên sàn FTX cái đó là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp cho nên Sam nói là không gì sai trái đây hết và để trả lời câu hỏi về việc là tại sao mà tiền gửi của khách hàng FTX này nằm trong tài khoản của Alameda thì Sam chỉ trả lời là tôi ước gì mình hiểu rõ hơn có nghĩa là Sam vẫn nói là tôi chẳng biết gì hết và Sam nói là điều khoản sử dụng của sàn giao dịch có một điều khoản liên quan đến việc là thu hồi số tiền phần giao dịch bằng biên độ và hợp đồng tương lai đã nói số dư tài khoản của bạn có thể bị thu hồi do thiệt hại mà người dùng khác gây ra hiểu rõ hơn đó là điều khoản này nhằm đảm bảo là nếu như mà FTX không thể bù đắp thiệt hại liên quan đến spot và hợp đồng tương lai, thiệt hại có thể được chia sẻ giữa tất cả khách hàng. Nghĩa là Sam nói gì các bạn? Sam nói là cho Alameda vay, Alameda bây giờ thua lỗ, cho nên cái số tiền thua lỗ đó không thể bù đắp được, à, thì tất cả những khách hàng phải cùng nhau chia lỗ các bạn. Đó là cái giải thích của Sam Free. Nói chung là không phải là tại vì tiền của các bạn bị Sam mình free lấy chỉ đơn giản tại vì công ty thua lỗ cho nên các bạn phải bù với cái thua lỗ đó. Đó là cách giải thích của Sam mình free. Nhưng mà cái này nó cũng không có đúng đâu các bạn. Tại vì ở trên trang web của FTX sẽ nói là tiền khách hàng Đó là của khách hàng và tiền đó không thể được dùng để mà cho vay. Thì tại sao lại cho Alameda vay các bạn? Cho nên các bạn thấy được là đây là một lỗ hổng rất là lớn mà Sam không giải thích được. Và kế đó đó thì các bạn thấy được là tại sao lại có một cái quy định như vậy? Nếu sàn bị thua lỗ thì tất cả phải cùng nhau chia sẻ thiệt hại. Nếu như vậy thì đã qua bỏ tiền yêu sàn này đâu các bạn. À, đó là cái giải thích của Samon Free. Cái đó đó thì à, nói về cái mối quan hệ à, với lại Caroline Allison là như thế nào thì Samon Free đã nói là cái mối quan hệ của hai người đã đổ vỡ. À, lý do là tại vì cô ấy muốn nhiều hơn những gì tôi có thể trao ra. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi bị như vậy trong tình trường các bạn. <laughs> nói chung à, là cũng đã chấp nhận là hai người đã có mối quan hệ với nhau và sau đó đi chia tay nhưng mà Allison thì mô tả mối quan hệ căng thẳng hơn trong lời khai của mình cách đây khoảng chừng là hơn một tuần các bạn lúc đó đó thì Kelly nói là Sam luôn đổ lỗi và la mắng cô vì những vấn đề của công ty cái đó đó thì được hỏi là tiền của FTX dùng đầu tư gì thì Sam cũng đã nói về cái việc là mua sân vận động Miami Dade cái đó là đầu tư vào những dự án như là Solana, và đặc biệt đầu tư vào công ty VC k -5. Chúng ta cũng đã từng nói tới công ty này à, tại vì á, Sam muốn có sự kết hợp với những người nổi tiếng Các bạn đã biết được tại sao mà Sam and Free có thể liên hệ được với lại Shark Tank, Kevin O'Leary có thể liên hệ được với à, lại những người như là Bill Clinton và có thể liên hệ với những người mà trong nhóm chính trị tại vì thông qua công ty K5 này Cái đó, đó thì Sam cũng đã nói về những cái quyên góp cho những ứng cử viên và nhóm chính trị trên chân bản đó, sam nói là tôi quyên góp tại vì tôi quan tâm đến chống đại dịch à, và tôi nghĩ là những chính sách rất là quan trọng từ quốc hội từ cơ quan hành pháp và một số quyên góp của ftx đó, là để cho vận động hành lang liên quan đến luật crypto và sam thừa nhận là mình có quyên góp cho những cái cơ quan chính trị và đó là tiền đến từ khoản vay và tiền này là sam vay từ Alameda research nhưng mà sam cho biết là giám đốc điều hành thì Singh và Ryan salami cũng đã quyên góp là tự hội quyên góp chứ không phải là dùng tiền của công ty rồi sau đó là quyên góp với tên của mình à, trên căn bản đã quyên góp cho Sam, có nghĩa là không có bất cứ một cái gian lận gì về quyên góp ở đây và thêm vào đó đó là Sam nói là tiền này là Sam mượn từ Alameda Research nhưng mà các bạn nên nhớ tiền của Alameda Research là tiền gì là tiền đến từ khách hàng của FTX nhưng mà tóm lại Sam nói là mình đâu có biết đâu mình chỉ nghĩ là đó là vay mượn từ Alameda và tin hình to hôm nay đó, thì như thường chia sẻ Sam đã có sự chuẩn bị tốt hơn để chia sẻ câu chuyện của mình nói chung đó, thì các bạn thấy được là là cái cách mà Sam biện hộ là thứ nhất đổ lỗi cho luật sư tư vấn của mình. À, các bạn đã nhớ là đó là luật sư thường nhớ là Daniel Freeberg à, có nghĩa là tất cả đều nghe luật sư tư vấn cho nên mới có sai lầm như thế này. Thứ nhì ra Sam nói là không biết nguồn tiền khách hàng của FTX chuyển qua là Mida. Điều này không hiện rõ trên báo cáo tài chính. Thứ ba, Sam nói là không muốn Alameda bị thanh lý tại vì lỡ như thanh lý sai đó sẽ dẫn đến cái thảm họa cho FTX nhưng mà không biết là gây quen dùng cách cho phép tài sản Alameda đi vào dùng âm. Thứ tư là có đầu tư có quyên góp nhưng số tiền là mượn từ Alameda hoàn toàn không biết cái số tiền đó là đến từ khách hàng. Và cuối cùng đó thứ năm là có phạm nhiều sai lầm do thiếu kinh nghiệm quản lý một công ty lớn tăng trưởng nhanh nhưng phủ nhận tất cả hành vi phạm pháp của mình. Thì những gì mà Thông Dư chia sẻ các bạn thấy được cũng quen quen. Các bạn đã nhớ là sau khi mà FTX à đã bị sụp đổ đó thì sam cũng đã chấp nhận phỏng vấn rất là nhiều lúc đó luật sư của sam và cũng đã khuyên là không nên nói gì hết tại vì chuẩn bị là bị kiện hình sự nhưng mà sam vẫn lên những đài truyền hình để mà chia sẻ và cũng đổ lỗi à, cho những người tư vấn mình và cũng đổ lỗi là mình trên căn bản là chỉ thiếu kinh nghiệm mà thôi là một công ty mà làm ăn thua lỗ chứ không có gian lận gì ở đây hoàn toàn là không biết những cái sự kiện xảy ra tại vì mình còn quá trẻ và quản lý công ty quá lớn à, các bạn thấy được là những cái được chia sẻ ngày hôm nay thì cũng tương tự như vậy và các bạn đã biết là cái câu chuyện của Simon Free đã có nhiều lỗ hỏng và tôi nghĩ là luật sư ở bên công tố viên đó thì à, họ sẽ môi móc những lỗ hỏng đó rất nhiều trong tuần sau và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những tình tiết thú vị trong vụ kiện này với các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn